rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với dtn gamer cũng như là dtn gamer online anh em nhé và hôm nay thì mình sẽ lên video nói về một cái thông tin update khá thú vị anh em mặc dù nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ thay đổi cái lối chơi của anh em từ đây về sau rất là nhiều luôn chắc chắn anh em luôn được cho nè và trước tiên vào video thì mình xin quảng cáo một chút anh em nhé thì hiện tại bên mình vẫn nhận những cái kèo gọi là build những cái lát nhân vật các kiểu đánh van kira hoặc là những cái nội dung ví dụ như farm tài nguyên các kiểu giúp hỗ trợ cho những anh em nào mà kiểu như là khó khăn cho việc chơi hoặc là mất thời gian hoặc là anh em ít thời gian chơi ấy, thì bọn mình chăm sóc giúp đỡ anh em nhé được cho anh em ngoài ra còn hỗ trợ nạp game nữa được chưa thì hiện tại là phiên bản 1.1.28 đáng lý nó chỉ có một test là ngày mai lúc 9 giờ thì nó sẽ có event mới event thảo học sinh thôi tuy nhiên nó sẽ có một số thông tin hay quá nên là mình sẽ cập nhật cho anh em trước tiên thì mình sẽ cho anh em xem một cái nội dung mới nha ở đây thì chắc là những anh em là chơi sau này thì chắc anh em đã quá quen thuộc cái điều này rồi và anh em thấy ở đây thì sẽ có một cái gọi là Anthony House house này nhà của kỹ sư nè hoặc là nhà của thằng bê trai tụi anh em thế nên vào đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian mới nhé đây rồi đó như anh em thấy thì đây nó sẽ có một cái khu nhà và thanh niên này như là khu thanh niên đẹp hay gì nè anh em đó đang đang hồng thằng này giống như thiên đường vẽ đẹp thằng này nè đúng không đẹp thằng này còn thanh niên là thanh niên vẽ này, thanh niên này chắc là đang là vẽ thiết kế game hình ảnh nè và đây là cái nơi mà mình nghĩ là chắc là không chắc đây nó sẽ có một cái máy gacha đây là máy gacha bét hoặc cái gì đó rồi sau đó thì mở thêm cũng có thể là nơi này thì sẽ có là chế tạo đồ này nọ hoặc là nơi chứa những nhân vật này nọ kiểu thì tương lai nó sẽ update như thế nào thì anh em có thể dự đoán thử và comment nha mình không chắc là mình biết cái này nhưng mà theo mình thì mấy số anh em trong discord của mình thì hay nghĩ là cái này là sẽ có chế tạo đồ mới ha được chưa anh em rồi và những cái đó thì chắc là mình sẽ đợi sau rồi đây là thông tin thú vị thôi còn chủ yếu cái quan trọng nhất hiện tại á, chính là khi mà mỗi ngày chúng ta sẽ được ri một viên đá núi lửa Thì đá núi lửa chính là cái loại đá mà dùng để roll những thuộc tính start của anh em á uh, Hay gọi là modify á Là cái dòng mà um, nằm phía dưới nè Ví dụ những cái đồ bình thường nó sẽ là những cái dòng đây nè Đây những cái dòng này nè anh em những cái dòng bình thường thì sẽ roll được nó là một tím thì không roll được nha những cái đồ màu vàng cũng không roll được chỉ có roll được những cái dòng như thế này thôi tím đỏ như thế này thì sẽ không roll được thì cái cục này nó rất là hiếm nhưng mà bây giờ ấy thì chúng ta có thể mỗi ngày được riêng một cục cho anh em mỗi ngày được rim một cục và nếu anh em kết hợp chung với lại cái việc là đi cày vé vé bốt á thì mỗi ngày nếu mà hên gặp ba tượng đúc hôm nay là ngày đầu tiên ngày đầu tiên mà được ba tượng đúc luôn nên là chúng ta có thể roll tối đa được 9 lần cộng với lại một cục đá núi lửa tổng cộng chúng ta sẽ được roll 10 lần cao nhất là 10 lần một ngày nếu như chúng ta chơi retoolay và từ đây về sau anh em có thể dễ dàng vẽ đồ hơn đúng không ngày xưa tượng đúc có thể anh em đi một tuần chắc gặp một hai lần ha may mắn hơn thì nhiều hơn thì kệ nhưng mà chủ yếu là bây giờ anh em sẽ có tỷ lệ gặp được nhiều hơn mỗi ngày anh em sẽ được thêm một cục đá núi lửa nữa từ đá núi lửa anh em sẽ nhận ở đâu thì anh em vui lòng bấm vào đây nha anh em sẽ bấm ở đây và khi ngày mai nó bắt đầu thì nó sẽ có thể nó sẽ mở thêm đâu đó ở đây nè tự do anh em hoàn toàn miễn phí nha hoàn toàn miễn phí ngoài ra thì anh em cũng thấy vừa rồi là nó có một sự thay đổi này hiện tại đang giảm giá nè đó giảm giá theo cái việc khuyến mãi nè để nọ nè đấy ngoài ra sẽ có một số gói dành cho những người thích bay to win hoặc là những người thích vẽ đồ kiểu như là có điều kiện á nạp tiền vào để có thể rôn đồ ví dụ như đặc biệt cái gói này cái gói này là cái gói mà có 40 đá núi lửa 30 đá phong hóa và 20 cái này thì giả dụ như anh em cần rất là nhiều đá để rô nó thì anh em có thể mua cái gói này và tối đa có thể mua năm gói uh, cho nó khi nó đét lại anh em nhé tối đa năm gói một số gói ví dụ như là gói em mình buôn đồ này có thể nói là hình như là năm năm lần một ngày đó có thể là năm lần một ngày đấy và nó đang giảm giá này nên thể mua được chưa anh em và nếu như mà khó khăn cho việc nạp thì bên mình cũng hỗ trợ nạp luôn nha anh em cứ bia về discord của mình hoặc là anh em về trong discord bia bạn, bạn 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 nguyên nhé bạn nguyên thì bạn hỗ trợ nạp cho anh em được chưa anh em đấy rồi một số gói nó sẽ kiểu ví dụ gói này thì mình nghĩ là cũng sẽ bán năm lần này cho anh em thêm điều kiện này đấy thì uh, uh, nói chung hỗ trợ những anh em free to play cũng như những anh em nào thì cái này thì mình thấy cũng bình thường ha với lại nếu như người ta chơi như vậy bay Win thì họ chỉ để leo top 10 hoặc là chơi game dễ hơn thôi chứ không phải là họ lên top 10 thì anh em không được thưởng thật ra thưởng hồng ngọc như nhau cả được chưa anh em đừng có lo về vấn đề đó ha ok rồi ngoài ra thì uh, sẽ có những thông tin khác là ngày mai thì lúc 9 giờ sẽ có event này nọ nội dung mới này nọ nhưng mà chủ yếu là event thôi và đặc biệt là cái thông tin mà một cái biên đá núi lửa rui hàng ngày mình nghĩ chắc là nhiều anh em thèm á tại vì mình cũng thèm <laughs> được chưa anh em rồi bye ba hẹn gặp lại nên các lúc sau nha có nhu cầu gì thì cứ bê em về discord này nọ các kiểu muốn xem đầy đủ thông tin thì anh em xem dưới phần mô tả nhé Cố ơn theo dõi bye bye